Đây là video được dịch thuật bởi cộng đồng Phimi và Cardano.vn. Thực sự là tương lai của ngành tài chính. Blockchain đang mở đường cho sự phát triển của các dịch vụ tài chính và mỗi người trong số các bạn đều là trung tâm. Chúng ta sẽ được nghe ý kiến từ những nhà tư tưởng đổi mới nhất đang ở đây để thay đổi hiện tại, khám phá tương lai về quyền giám sát cơ sở hạ tầng và quản lý tài sản kỹ thuật số. Trân trọng giới thiệu Jacek Chimin từ CoinFirm, Wolfer Joyce Raigo từ FiFintech AG, Kristen Zhao từ Mastercard, Lamin Brahimi từ Taurus và Dominic Kastli từ Sinum. Buổi nói chuyện được chủ trì bởi Sandro Knopfler từ Cardano Foundation. Cardano rất vui mừng được đón tiếp các diễn giả tham gia hội thảo hôm nay. Thật tuyệt khi được ở đây. Cảm ơn các khách mời rất nhiều vì đã tham dự hội thảo này. Chúng ta đã có những bước phát triển mới trên thị trường. Và nhu cầu cấp thiết phải có một cơ sở hạ tầng đáng tin cậy cho các tổ chức tài chính và khách hàng. Tôi rất vui với sự có mặt của các vị khách mời. Họ là những chuyên gia thực sự trong ngành. Để xây dựng và giúp định hình một môi trường nơi chúng ta hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới với blockchain. Các doanh nghiệp có thể xây dựng mô hình kinh doanh mới trên đó để sử dụng dữ liệu, cũng như phát triển các dịch vụ đầy app, DEX, NFT, tài sản số và các loại token. Chân thành cảm ơn các khán giả và diễn giả. Tôi thực sự tin rằng đây sẽ là một cuộc thảo luận tuyệt vời. Và để mọi người được biết bạn là ai, đang làm việc ở đâu, với vai trò gì, vui lòng giới thiệu ngắn. Mời Khay. Chào mọi người. Tên tôi là Jacek Chimin. Tôi là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại CoinFirm, một công ty hàng đầu về phân tích blockchain, AML của châu Âu và toàn cầu về crypto. Ban đầu, tôi tham gia lĩnh vực ngân hàng về việc tuân thủ tại nhiều ngân hàng khác nhau, bao gồm cả ngân hàng UBC của Thụy Sĩ và gia nhập CoinFirm từ 4 năm trước. Cảm ơn anh. Xin chào, tôi đại diện cho FiFintech. Ban đầu, chúng tôi bắt đầu như một quỹ phòng hộ. Công ty đã phát triển nhiều năm và hiện cũng đang hoạt động về đầu tư mạo hiểm. Thực tế, chúng tôi được gọi là Avaloq Ventures. Chúng tôi đã mua lại bộ phận quản lý của FiFintech và Francisco Fernandez, người sáng lập Avaloq vào năm 2021. Vì vậy, chúng tôi vẫn hợp tác rất chặt chẽ với Avaloq, nhà cung cấp hệ thống ngân hàng cốt lõi. Họ có hơn 150 ngân hàng tư nhân trên nền tảng và chúng tôi đang tiến rất gần đến các cuộc thảo luận tương tự. Cảm ơn vì sự hiện diện của anh, Kristen. Xin chào, tôi là Kristen và đang làm việc cho Mastercard trong mảng công việc mà chúng tôi gọi là hỗ trợ fintech và crypto. Tôi đã làm việc cho công ty được gần 10 năm. Tôi đoán mọi người đều biết Mastercard, nhưng xin nói rõ rằng, chúng tôi không tự phát hành thẻ. Chúng tôi làm việc với các nhà phát hành thẻ, các ngân hàng và nhà cung cấp công nghệ chấp nhận thẻ. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu trong ngành crypto. Chủ đề hôm nay rất thú vị, bởi vì chúng tôi nhận thấy ngành công nghiệp đang đi theo hướng này. Chúng tôi thấy sự đón nhận của người tiêu dùng và rất vui khi có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham dự. Chào các bạn, tôi là Lamin Brahimi, một trong những đồng sáng lập của Taurus. Thực ra tôi đã tạo dựng sự nghiệp ở đây 20 năm trước. Vì vậy, tôi rất vui khi được trở lại và chúng tôi vẫn duy trì quan hệ với một số phòng thí nghiệm về cryptography tại EPFL. Taurus có hai nhiệm vụ. Chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số, chủ yếu cho các tổ chức tài chính hợp pháp, khoảng 25 ngân hàng ở Thụy Sĩ, châu Âu, Trung Đông và Hoa Kỳ. Thứ hai, chúng tôi có một thị trường để giao dịch chứng khoán được token hóa. Rất mong được thảo luận thêm. Cảm ơn bạn đã ở đây. Xin chào, tôi là Dominic Castley từ ngân hàng Sinum và là giám đốc tiếp thị. Sinum là tập đoàn công nghệ tài sản kỹ thuật số, một ngân hàng đã đăng ký tại Thụy Sĩ và cũng có giấy phép CMS tại Singapore.
Senum được lập ra với ý tưởng rằng luôn có di sản trong tương lai. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mọi người ở khắp nơi để sở hữu tài sản kỹ thuật số với sự tin tưởng hoàn toàn. Tôi nghĩ, khi tiến tới tầm nhìn thú vị đó, đó là một nguyên tắc cốt lõi cho chúng tôi trong công việc. Truyền thống, nguyên tắc, giá trị, quy tắc thực sự là cốt lõi của nền tài chính truyền thống khi nó được xây dựng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để xây dựng niềm tin và đảm bảo việc áp dụng chính thống. Sản phẩm cốt lõi của công ty trải rộng từ ngân hàng tài sản số, quản lý tài sản, token hóa, cũng như ngân hàng B2B. Ngoài ra còn rất nhiều đổi mới mà chúng tôi đã đưa ra gần đây, là ngân hàng Thụy Sĩ đầu tiên có một trung tâm về Metaverse. Và cũng vừa mới ra mắt một nền tảng NFT. Rất vui được tham dự và mong được trao đổi. Tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta có những nhân vật thật hoàn hảo ở đây để nói về những công việc tạo ra giá trị. Bao trùm các vấn đề ở lớp tin cậy như điều tra số, phân tích dữ liệu và tích hợp chúng vào lớp cơ sở hạ tầng. Quan hệ đối tác được sử dụng cùng với các hệ thống cốt lõi, quyền giám sát và dịch vụ tài chính của các ngân hàng truyền thống. Điều đó thực sự quan trọng để đạt được những gì chúng ta đang nỗ lực xây dựng hoặc cung cấp thêm giá trị cho thế giới bên ngoài môi trường của các bạn. Xin cảm ơn và tôi có thể bắt đầu với Jack Chek. Một trong những câu chuyện phổ biến nhất hiện nay là crypto thực chất đang hoặc có thể được sử dụng cho hoạt động rửa tiền. Đó là các hoạt động tội phạm, nên có mối lo ngại rằng crypto sẽ gây ra nhiều rắc rối. Khi liên hệ tới công việc của anh và coi firm đang làm, có rất nhiều công cụ hỗ trợ thực sự cuộc chiến chống tội phạm tài chính và cách bạn có thể hỗ trợ để thực sự có điều ngược lại nhờ công nghệ blockchain. Hiện trạng công việc ra sao và làm thế nào để bạn duy trì nó? Cảm ơn, Sandra. Trên thực tế, điều quan trọng là phải chỉ ra rằng các loại tiền tệ pháp định vẫn là loại tiền tệ chính được sử dụng để rửa tiền. Né tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách dùng tiền mặt, thanh toán chuyển khoản và qua thẻ ngân hàng, crypto và khối lượng của nó không đáng kể khi so sánh. Đó là một yếu tố quan trọng và chúng chỉ để thiết lập cầu nối cho sự phát triển hiện tại. Ví dụ như với cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều người lo sợ rằng crypto sẽ được sử dụng để trừng phạt hay trốn tránh. Với những gì chúng tôi thấy trên thị trường thì crypto không phải là công cụ tốt nhất cho việc đó. Với số tiền trị giá nhiều triệu USD, chúng không được dùng phổ biến cho việc đó. Tuy nhiên, thực sự những gì chúng tôi thấy là crypto đã được sử dụng rộng rãi bởi những người tị nạn để vượt biên giới, đổi đồng tiền yếu của họ ở Ukraine thành đồng tiền ổn định, sau đó chuyển đổi nó trở lại tại quốc gia là điểm đến cuối cùng. Tất nhiên, điều đó cũng được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng việc điều tra và phân tích blockchain cùng với AML luôn sẵn sàng để bảo vệ người tiêu dùng, cũng như các cá nhân khỏi nhiều trò gian lận và đánh cắp danh tính. Nó không chỉ là rửa tiền hay lệnh trừng phạt. Đồng Monero sẽ là một ví dụ về crypto không thể theo dõi, có thể và được sử dụng bởi bọn tội phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy có một số lượng Bitcoin. Ngoài ra, nó không thực sự được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động tội phạm, rửa tiền, so với chuyển tiền fiat. Vì vậy, những gì chúng tôi làm tại CoinFirm là hỗ trợ lĩnh vực tài chính, giúp áp dụng rộng rãi các loại crypto trong lĩnh vực tài chính. Nói tới điều đó, chúng ta cần nhớ rằng blockchain vừa minh bạch, vừa ẩn danh và điều đó mang lại những cơ hội to lớn. Mọi người nếu có quyền truy cập thì đều có thể xem tất cả các giao dịch chuyển tiền trên blockchain cùng một lúc. Với công nghệ phù hợp và độc quyền, thuật toán loại bỏ dữ liệu bằng cách sử dụng các nguồn công cộng, đồng thời có thể tiến hành điều tra và bạn sẽ hiểu để cô lập các vấn đề liên quan đến các hoạt động tội phạm, cũng như tra cứu các dịch vụ hợp pháp.
bạn có thể phân biệt giữa các tác nhân tội phạm và hợp pháp. Điều đó mang lại thêm hiểu biết cho lĩnh vực tài chính để hiểu khách hàng, thông qua nguồn tài sản hay nguồn hợp pháp của tiền sạch. Phân biệt với các khoản tiền bị hack từ những kẻ lừa đảo, tội phạm, năm. Có nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể nói rất nhiều về điều này, nhưng chắc chắn là có những cách hiểu và phân biệt rất tốt. Do đó, công nghệ cho phép khả năng tiếp cận tốt hơn, nhanh hơn với các chi tiết thực sự của giao dịch. Điều này cho phép cơ quan thực thi pháp luật đấu tranh chống lại tội phạm tài chính. Bạn có thể theo dõi các giao dịch hàng ngày trong hoạt động của mình. Như vậy, liên quan đến báo cáo thì sao? Đây có phải là điều các anh còn thiếu? Các anh có yêu cầu hoặc đã sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp, chẳng hạn như CoinFirm? Kinh nghiệm của anh về việc này là gì, Godfrey? Chúng tôi đã tìm hiểu về AML khi đầu tư vào CoinFirm và xem xét những công ty khác nhau cung cấp dữ liệu này. Chúng tôi cũng đã xem xét về thuế, một chủ đề thường bị bỏ quên hoàn toàn. Ban đầu, từ góc độ crypto, chẳng hạn như cách bạn xử lý một đợt airdrop hay NFT, bạn sẽ xử lý tất cả các chủ đề khác nhau chưa được quy định này như thế nào? Một giải pháp mà chúng tôi đã tham gia phát triển là BlockPit. Hầu hết các ngân hàng đều xem xét các khía cạnh khác nhau này trước khi triển khai một dự án cụ thể. Đó là lý do tại sao việc áp dụng chậm hơn nhiều so với dự án crypto điển hình. Đây là video được dịch thuật bởi cộng đồng Fimi và các Dano.vn. Hãy cứ xây dựng công nghệ và chờ xem các cơ quan quản lý ứng xử ra sao. Xin cảm ơn và tôi muốn nhận được ý kiến từ những người còn lại. Sau đó có thể tiếp tục với bạn, đặc biệt là với những diễn biến mới nhất từ FTX. Có một khoảng trống rất lớn về niềm tin. Mọi người không thực sự tin tưởng bất kỳ ai quản lý chìa khóa của họ hay cung cấp dịch vụ lưu ký. Nhưng họ lại không đủ tự tin để tự quản lý khóa cá nhân bởi vì không biết phải làm như thế nào. Tôi biết tất cả các bạn rất có thể là chuyên gia về việc đó. Nhưng có nhiều người khác không muốn gánh trách nhiệm này. Vậy, Taurus đang làm gì đối với các tổ chức tài chính và khách hàng của mình để cung cấp một môi trường được bảo vệ an toàn cho trách nhiệm này? Đúng như những gì bạn nói, FTX đã sụp đổ 2 tuần trước và là tin tức gây sốc. Đây là video được dịch thuật bởi cộng đồng Fimi và các Dano.vn. Niềm tin luôn phải là cốt lõi của bất kỳ chiến lược, kỹ thuật số hay tài sản nào. Nhiều người từng nghĩ rằng nó được bảo vệ sau sự kiện MT.GOT. Đối với chúng tôi, FTX chỉ là một MT.GOT có màu xanh với những cái tên nhà đầu tư rất hào nhoáng đứng sau. Nhưng cốt lõi cần được duy trì là bảo vệ các khóa cá nhân của bạn. Và thông điệp số 1, đừng đánh đổi sự tiện lợi và bảo mật. Bảo mật phải luôn được đặt lên hàng đầu. Điều đó không có nghĩa là các giải pháp bảo mật không thuận tiện khi sử dụng. Nhưng tôi đã nghe rất nhiều lần rằng, ồ, nó rất dễ dàng mà. Trước tiên, hãy chuyển tài sản lên bất cứ một sàn giao dịch nào hoặc tự giữ nó. Hoặc hãy tin vào các công ty nếu bạn muốn có chiến lược tài sản kỹ thuật số phù hợp. Tại một số thời điểm, bạn cần có quyền kiểm soát và chủ quyền đối với các khóa của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm việc với các ngân hàng như Sinum. Chúng tôi cũng hợp tác với các Systemic Bank và với Master các tại Hoa Kỳ.
điều rất quan trọng là phải có quyền kiểm soát khóa riêng của bạn. Việc ủy thác tài sản rõ ràng là cần thiết, nhưng bạn cần xác định rủi ro. Tôi khá ngạc nhiên sau khi hỏi một số đồng nghiệp trong ngành. Rằng bạn tiếp xúc với các bên trong hợp đồng của mình như thế nào theo thời gian thực thì nhiều người trong số họ không biết. Vậy làm sao chúng tôi tin tưởng họ được? Tin tưởng là tốt, nhưng tốt hơn vẫn phải kiểm chứng. Tóm lại, những gì chúng tôi cung cấp là một nơi lưu trữ, được sử dụng mà không quan tâm tới việc khách hàng đã sẵn sàng giao dịch crypto hoặc tài sản kỹ thuật số hay chưa. Bạn thực sự có thể viết hợp đồng thông minh với các chức năng tạo khách hàng tiềm năng để xử lý chúng. Chúng tôi đang làm việc với một số tổ chức tài chính để làm điều đó. Điều rất quan trọng là phải đưa điều đó vào chiến lược cốt lõi của bạn. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng sự tiện lợi là số một, thì theo tôi, có lẽ bạn đã không nghiêm túc với công việc. Bạn có thể làm một số thứ, nhưng đừng đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Cảm ơn bạn và tôi cũng đặt ra nghi vấn khi chúng ta nói về lưu ký, đặc biệt là từ phía ngân hàng. Tôi nghĩ ngân hàng truyền thống, với các quy định khác nhau và sự tách biệt, làm thế nào để bạn tách biệt tài sản độc quyền với tài sản của khách hàng? Trong trường hợp của Sinun, mời Dominic, làm thế nào để bạn đối phó với điều này? Và đây có phải là điều bạn sẽ giải quyết với La Mai không? Ý tôi là, trước hết, tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn đồng thuận về việc bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu. Để tạo sự tin tưởng đó, giải pháp lưu ký của chúng tôi tại Sinun có nhiều lựa chọn khác nhau. Ví của chúng tôi thực sự được tách biệt với các ví khác. Chỉ có ví khách hàng cá nhân mà không có ví tổng hợp. Và đây là một mức độ bảo mật công nghệ. Nó còn được sao lưu, kết hợp với nhiều nền tảng bảo mật đa lớp cho mọi thứ, từ phần mềm, phần cứng, cho đến quản trị và kiểm toán. Tôi nghĩ, tại thời điểm này, đây là một chủ đề khá thú vị với quyền sở hữu thực tế đối với tài sản theo quan điểm pháp lý. Với tư cách là một ngân hàng được cấp phép, chúng tôi có thể giữ tất cả tài sản của khách hàng tách khỏi bảng cân đối kế toán của mình. Điều này rất quan trọng. Điều đó có nghĩa là crypto vẫn còn đó, cho dù bất kể điều gì xảy ra. Ví dụ, ngay cả trong trường hợp không chắc chắn là Sinun phá sản. Cảm ơn bạn và mời mọi người bổ sung thêm về điều đó. Tôi nghĩ hiện tại nhu cầu về loại hình an toàn này cao hơn, bởi vì đó là sự khác biệt lớn nếu đối tác của bạn vỡ nợ và bạn có thực sự lấy lại được tài sản của mình hay không. Đó là một khía cạnh quan trọng mà hầu hết mọi người đều bỏ qua khi mọi thứ thuận lợi. Nhưng trong một cuộc khủng hoảng về khả năng thanh toán, bạn nên tự hỏi là tài sản của mình có an toàn không? Nếu tài sản của bạn do đối tác lưu trữ, bạn nên kiểm tra xem họ có đảm bảo rằng vẫn hỗ trợ ngay cả khi phá sản. Bạn thu hồi được tài sản của mình và đó là những gì Sinun có thể cung cấp. Đó cũng là dịch vụ chính của hầu hết các ngân hàng nếu bạn không muốn tự lưu ký vì bạn sợ mất khóa cá nhân hay tương tự. Bạn bỏ chi phí cho việc đó và có thể lấy lại những tài sản này. Nhưng hiện tại rất khó để triển khai các dịch vụ đó và tôi nghĩ cần một vài năm. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng các ngân hàng sẽ thuận tiện hơn nhiều cho dịch vụ này. Và hiện chúng ta đang thấy nhu cầu rõ ràng cao hơn nhiều. Có thể bạn phải trả chi phí nhiều hơn một chút, nhưng ít nhất nếu ngân hàng gặp vấn đề, bạn có thể lấy lại tài sản của mình. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Kristen, anh đã đề cập rằng Mastercard không phát hành thẻ, nhưng để thực hiện bất cứ thứ gì chúng ta đang nói là cách để rút ngắn thời gian và rất quan trọng. Tuy không phải là tổ chức phát hành, nhưng với khoảng 3 tỷ thẻ thanh toán đang hoạt động,
Thực chất bạn đang kết nối ngân hàng với các nhà cung cấp công nghệ. Chúng ta biết rằng trong ngành của anh, ví dụ như thanh toán di động, có sự thay đổi và phát triển liên tục, chẳng hạn như với blockchain. Hiện đang có sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh và các công cụ thanh toán. Trong vai trò của anh với crypto và blockchain, các dự án hiện tại và kinh nghiệm của anh là gì? Tôi nghĩ điều quan trọng là Mastercard không phải là một công ty chuyên về blockchain. Chúng tôi đã tồn tại 60 năm, hỗ trợ thanh toán, kết nối các bên mua, bán. Chúng tôi đã xử lý 7,7 nghìn tỷ USD trong năm 2021. Nhiều đối tác như ngân hàng, doanh nhân, cơ quan quản lý rất tin tưởng vào chúng tôi. Do đó, tôi nghĩ là ngành công nghiệp crypto cần thể hiện vào thời điểm này là sự tin tưởng và bảo mật. Đó thực chất là một tiêu chuẩn mà chúng tôi phải tuân theo từ hàng chục năm nay và đã cố gắng áp dụng điều đó với crypto. Các điểm tiếp xúc chính mà chúng ta có ngày nay là khi người tiêu dùng sử dụng thẻ để giao dịch crypto. Chúng tôi gọi đó là chuyển tiền fiat vào ví crypto để sau đó đầu tư chúng vào tài sản số. Ở chiều ngược lại là chuyển tiền vào thẻ hoặc tài khoản. Chúng tôi thấy có khối lượng đáng kể và người tiêu dùng có nhu cầu từ các sàn giao dịch về giải pháp đó. Bởi vì có thể mở rộng, tiện lợi và an toàn, chúng tôi cũng thấy rằng cần liên tục phát triển các hệ thống bảo mật của mình. Công ty rất quan tâm đến việc sàng lọc khách hàng có thể nhận thẻ để rút tiền và xem xét các sàn giao dịch. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch Mastercard vì đó thực sự là nhu cầu thực tế. Người tiêu dùng muốn mua, sở hữu và nắm giữ crypto. Tất nhiên, công nghệ blockchain rất hứa hẹn và có nhiều tiềm năng với chúng tôi. Vì vậy, giống như bạn đã nói, chúng ta không còn bị bó buộc với các hình thức thẻ nhựa. Hiện nay 30% tất cả các giao dịch của chúng tôi tại một số thị trường nhất định ở châu Âu đã không còn dùng thẻ nhựa. Đó là điện thoại iPhone hay Android. Rõ ràng là công nghệ blockchain có khả năng trở thành bước phát triển tiếp theo trong thanh toán. Bên cạnh thẻ, chúng tôi cũng đang xem xét phương thức thanh toán ACH Rail, Automated Clearing House, Account Rail, và tin rằng blockchain cũng có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này. Nhưng điều đó không chỉ mới xảy ra, mà như tôi đã nói, đã ăn sâu vào DNA của chúng tôi. Nó phải được bảo mật và việc bảo vệ người tiêu dùng phải được giám sát theo quy định, phải có những thứ như AML, KYC. Đó là lý do tại sao thực chất là chúng tôi đang kết nối fiat và thế giới crypto. Chúng tôi đang tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn giữa hai bên và mang DNA của mình vào đó. Ví dụ các khoản thanh toán bảo mật, an toàn kỹ thuật số mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều thập kỷ. Rất hấp dẫn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ hai câu hỏi trong vòng một là dành cho John từ Sinun. Sau đó mọi người cùng tham gia. Chúng ta sẽ xem xét toàn bộ các giao dịch về khía cạnh thanh toán, như Chris vừa đề cập. John, anh thực sự cũng có rất nhiều giao dịch, nhưng dưới một góc nhìn khác với Kristen. Làm thế nào để anh giải quyết vấn đề AML đang bị cản trở và sẽ tuân thủ theo cách nào? Chắc chắn rồi, AML và KYC như là bánh mì và bơ của chúng tôi là một phần của việc trở thành một ngân hàng được quản lý. Chúng tôi đã phát triển giải pháp AML crypto độc quyền của riêng mình. Tôi rất quan tâm những gì đang diễn ra trên thị trường về sự tin cậy. Đã xác nhận quan điểm của chúng tôi về việc được quản lý đầy đủ, cả ở Singapore và Thụy Sĩ. Không một giao dịch nào được thực hiện nếu không có sự sàng lọc AML được thực hiện nghiêm ngặt. Nó thực sự là một phần trong khung quản lý rủi ro tổng thể của chúng tôi. Văn hóa về rủi ro mà tôi muốn chia sẻ với mọi người ở đây.
Vì vậy, ngoài các khoản thanh toán, quản lý rủi ro, AML và KYC, quản lý gián đoạn, chúng tôi cũng làm tốt việc quản lý các khoản cho vay. Đây thực sự là một phần nền tảng của chúng tôi, được đưa vào các quy trình và quản trị của công ty. Tuyệt vời, cảm ơn anh. Khi nghe điều này, anh có suy nghĩ gì không? Ý tôi là, đó cũng là công việc kinh doanh chính của anh. Anh có muốn đặt thêm câu hỏi cho Chris, John hoặc tiếp tục cuộc thảo luận của chúng ta? Tôi có thể thấy điều quan trọng là phải hiểu rằng nó không chỉ là một phần trong quy trình của ngân hàng. Sàn giao dịch crypto hay các dự án crypto trong lĩnh vực tài chính, mà nói chung, tất cả phải được cấp phép, như với trường hợp của Sinum, cũng như với C3 là ngân hàng được cấp phép đầu tiên và chắc chắn là một đơn vị tiên phong. Các cơ quan quản lý trên toàn cầu luôn yêu cầu có giấy phép hoạt động. Với việc cấp phép tại chỗ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật có thể hiểu mong muốn từ các công ty crypto. Và đó là một yếu tố quan trọng. Tôi nghĩ không cần phải đặt ra câu hỏi cho việc đó nữa. Mà vấn đề AML đang xảy ra ngày càng nhiều với các trường hợp như FTX, nói chung là về tuân thủ. Nó được coi là một công cụ ngăn chặn và tiêu tốn chi phí, nhưng cũng mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Tôi rất đồng tình với điều đó, và một trong những công việc của chúng tôi về RegTech cũng sẽ giúp khách hàng có thêm trải nghiệm. Các quy trình được tạo ra rất hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ, mang lại trải nghiệm mượt mà và hợp lý cho khách hàng của chúng tôi. Vâng, rất đúng. Tôi không biết mọi người kỳ vọng ra sao, nhưng C3 và Sinum đã là những ngân hàng đầu tiên nhận được giấy phép crypto từ FIMA. Một lần nữa xin chúc mừng cho những thành công đó và những gì anh ấy đã trải qua, cũng như được cấp phép làm người quản lý tài sản ở Singapore. Thực sự rất tuyệt vời. Chúng ta nói về việc tiếp cận các tài sản số và cung cấp khả năng thanh toán, cũng như cách tiếp cận kinh doanh theo B2B. Vậy, bí quyết của anh ở đây là gì? Mô hình B2B của chúng tôi dành cho mọi người. Đó là một nền tảng mà chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính hợp pháp và cho phép họ cung cấp crypto cho khách hàng. Hiện có 15 ngân hàng đang sử dụng dịch vụ. Rất nhiều khóa được sử dụng để cung cấp quyền truy cập theo mô đun vào các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi, bao gồm giao dịch, staking, cho vay, lưu ký cũng như token hóa. Điều cốt lõi là sự tin tưởng vào hiện trạng và thành tích của chúng tôi, vốn là một ngân hàng được cấp phép. Thật thú vị khi nghĩ về cách làm việc trước đây của các ngân hàng, để thấy tại sao chúng tôi nên cung cấp dịch vụ crypto và đã có tiến bộ lớn về việc đó. Với các ngân hàng khác bây giờ chỉ còn là vấn đề làm thế nào và khi nào. Tôi cho rằng đây là một đề xuất rất có giá trị đối với khách hàng, cho phép họ nâng cao và phát triển dịch vụ của mình, tiếp cận và thu hút một thế hệ nhà đầu tư mới. Đó là minh chứng cho tương lai qua những gì họ đang làm, và cũng để đảm bảo rằng họ có thể quản lý và trở thành bên liên quan chính cho khách hàng sử dụng crypto hợp pháp. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nghĩ anh có thể tưởng tượng rằng trong thời điểm này, với rất nhiều sự hỗn loạn trên thị trường, do đó, nhu cầu đang ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính và khách hàng với tất cả mọi người ở đây. Kinh nghiệm của anh trong thời gian qua khi xem xét các AFP, vậy là Mai, chúng có tác động ra sao đến Taurus? Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận định nếu ngành này tăng từ 1.000 tỷ hiện nay lên 10 đến 40.000 tỷ, chúng tôi cần số hóa tài sản tư nhân. Vì vậy,
chúng tôi đã có các sản phẩm end-to-end từ năm 2020. Chúng tôi cũng đáp ứng quy định để hình thành thị trường trao đổi các sản phẩm đó. Bởi vì bạn có thể token hóa bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng nếu không có thị trường thì đó là một ví dụ tốt về bằng chứng khái niệm. Do đó, về mặt nhu cầu, những gì chúng ta thấy là một sự thúc đẩy rất mạnh mẽ đối với các tài sản token hóa. Trên báo chí, bạn có thể thấy phần nổi của tảng băng chìm, nhưng ở bên dưới có khá nhiều nhu cầu. Sáu mươi phần trăm khách hàng đang sử dụng công nghệ của chúng tôi không chỉ để bảo vệ crypto mà còn để tạo ra các sản phẩm token hóa. Về tổng thể là như vậy. Những gì chúng ta đang thấy là lượng người tiêu dùng tăng cao, cùng với những thương hiệu lớn quan tâm tới tài sản kỹ thuật số, cho dù họ gọi nó là NFT thì cũng được xem như một cách khác để tương tác với người tiêu dùng. Vì vậy, khách hàng cũng đến với ngành này theo cách đó. Tôi đồng ý rằng ngày càng có nhiều người quan tâm và có một số thuộc tài chính truyền thống đã đi theo hướng này một cách hết sức thận trọng. Điều đó cho thấy tại sao chúng tôi cũng hợp tác với các thị trường NFT để việc mua và nắm giữ tài sản số ngày càng đơn giản hơn. Chẳng hạn như MP3 hoặc bất cứ thứ gì, việc mua một NFT không nên quá phức tạp. Đó là lý do tại sao chúng tôi có sự hợp tác. Chúng tôi cũng thấy rằng, như bạn đã nói, các ngân hàng đang để mắt đến lĩnh vực này và đây là một cơ hội. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng có một lượng khách hàng thích giữ tài sản số với ngân hàng hơn là với đối tác khác. Tôi tin rằng nếu một ngân hàng truyền thống cung cấp các dịch vụ này, tôi có thể tiếp cận phân khúc người tiêu dùng mới vẫn còn e ngại khi nói đến tài sản kỹ thuật số. Như vậy, rõ ràng có sự quan tâm trên thị trường. Xin cảm ơn. Và anh vừa đề cập đến VAS nên tôi tò mò một chút. Nếu anh đã trải nghiệm điều đó hoặc một ai khác, khi chúng ta nói về chính sách du lịch, làm thế nào để anh giám sát việc chuyển giao giữa các VAS? Tôi biết một số trường hợp sử dụng thú vị và nó đã chứng minh cách bạn cũng có thể ping lại và xác thực dữ liệu đang được gửi. Nó có vẻ an toàn và đáng tin cậy hơn so với cách truyền thống. Anh đã trải nghiệm điều này với Mastercard chưa hay vẫn chưa quan tâm? Xin lỗi, anh có thể nhắc lại không? Đó là chính sách du lịch. Chúng tôi đang xem xét điều này và trước đây, công ty cũng đã mua một tài sản có tên là SilverTrace. Có thể xem nó như sự xác nhận tham gia hoặc trong cùng một thị trường. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh. Chúng ta đã đề cập tới Five Fintech, Avaloq Ventures, hệ thống lõi của ngân hàng và anh đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Kinh nghiệm của anh cho thời gian này là gì? Khi ta nói về các tổ chức tài chính, làm thế nào họ có thể kết nối với công nghệ blockchain? Họ có các yêu cầu gì? Đâu là nhu cầu và mối quan tâm lớn nhất? Một trong những mối quan tâm lớn nhất cho tới nay thực sự vẫn là quy định. Có rất nhiều vấn đề không rõ ràng về cách triển khai. Còn bây giờ, với Mika, mọi thứ đang ngày càng rõ ràng hơn. Nếu anh được hỏi bởi một người thuộc bên tuân thủ hoặc phía chấp nhận rủi ro, và đáp án thông thường là chúng tôi không biết thì họ sẽ không thích câu trả lời đó. Cái mà họ thực sự muốn biết là rủi ro của các dự án cụ thể hiện nay là gì? Rủi ro khi thực hiện lưu ký crypto là gì? Điều gì xảy ra nếu thực hiện token hóa? Và nhiều yếu tố khác nữa. Họ muốn biết và có thể thấy rằng trong 5 năm qua, mọi thứ vẫn không thay đổi nên cần làm rõ các câu hỏi trên và đó là điều đang xảy ra hiện nay.
Những gì xảy ra trong lĩnh vực thể chế thực ra có hai loại. Một mặt vẫn còn nhiều người hoài nghi qua sự việc FTX và cho rằng có thể chấp nhận được vì là thứ mới mẻ. Mặt khác, có những người thực sự hiểu và nhận ra FTX là một vấn đề điển hình sẽ gặp phải với một thực thể không được kiểm soát. Với việc thiếu tuân thủ hầu hết mọi thứ và họ đã làm sai. Về cơ bản thì họ chỉ có một hội đồng quản trị, sau đó mọi người mới biết có hai người trong đó. Do đó, không có ai thực sự xem xét sự tuân thủ của công ty đó hoặc một luật sư có quan hệ mật thiết với công ty, và mọi thứ đã diễn ra như vậy. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cần thiết phải có quy định cho các công ty ngay bây giờ. Chúng ta nhìn thấy cơ hội. Những người trong ngành cũng thấy vậy và còn nhìn thấy nhiều dòng tiền hơn. Bởi vậy, trên thực tế, mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt. Anh đã đề cập đến quy định và Mika. Khi nhìn lại, có những người đã cố gắng đưa một quy định vào Mika là sẽ cấm các ví không lưu ký. Đó là một trong những điều mà theo tôi, thật may mắn khi đã bị từ chối. Bởi vì khi nhìn vào công nghệ, chúng ta đang cố gắng đem đến khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là chúng ta có quy định khác với cách làm truyền thống. Nhưng chúng ta đồng ý rằng ở mức độ nào đó, chúng cần được bảo vệ. Và với tất cả mọi người ở đây đang thực sự làm việc trong một môi trường có quy định, anh thấy gì trong hiện tại? Hoặc có ý kiến về những gì đã xảy ra với Mika? Anh thấy đây là điều tích cực hay sự cản trở cho việc áp dụng thực tế? Tôi nghĩ rằng mình không ở vị trí phù hợp để có thể nhận xét chi tiết về Mika. Nhưng với những gì chúng ta đã thấy trên thị trường dịch vụ tài chính trong những năm qua, từ PSD đến GDPR hay những sáng kiến khác thì các quy định được đưa ra đều nhằm mục đích có một sân chơi công bằng. Cũng như xác định rủi ro. Chúng rõ ràng, nhất quán và hướng tới mục tiêu cơ bản là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để cho thấy sự đổi mới là hiệu quả, bền vững và được chào đón. Lịch sử đã cho thấy với những quy định như vậy, sẽ như những trụ cột hoặc những ý tưởng cốt lõi bên trong là một điều tốt. Và tôi nghĩ Mika sẽ đi theo hướng này. Theo tôi, sẽ có nhiều câu hỏi mở về các chi tiết và có thể cần tới 18 tháng hay lâu hơn. Nhưng tôi tin rằng châu Âu sẽ đi trước thế giới về vấn đề này và nó đang cho thấy là cách tiếp cận rất tốt. Tất nhiên, phải chờ các chi tiết được công bố, nhưng việc có quy định như vậy là rất đáng hoan nghênh. Và tôi tin rằng nó cũng sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng. Đây rõ ràng là bước phát triển tích cực và sẽ giúp EU khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu. Nó sẽ tạo sân chơi bình đẳng, đảm bảo cho một thị trường có thể dự báo được và ngăn ngừa việc làm giá từ góc độ chính sách. Một ví dụ, chúng ta đã thấy một số thể chế đã trao giấy phép quá dễ dàng, sau đó thu hồi hoặc không đảm bảo rằng có ngân hàng phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp crypto. Sau đó doanh nghiệp đã phải chuyển đến các khu vực pháp lý khác thông qua cấp hộ chiếu. Với Mika, các doanh nghiệp được biết điều gì sẽ xảy ra và có thể thành lập công ty ở một nơi được nhận giấy phép, sau đó cung cấp dịch vụ của họ trên khắp EU. Vâng, chắc chắn đó sẽ là một quy định rộng hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy động thái hướng tới quy định nghiêm ngặt và mạnh mẽ hơn nữa. Với quan điểm của anh về việc thu hồi giấy phép, năm ngoái, Estonia đã thu hồi 1.800 giấy phép do tội phạm gia tăng.
Tôi nghĩ rằng đây là một xu thế chung và phù hợp với chiến lược của chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên, đó là về quy định. Với những gì đã xảy ra với FTX, tôi nghĩ điều này sẽ được tích cực đẩy mạnh. Các cơ quan quản lý sẽ hành động khá mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một lĩnh vực mà các nhà đầu tư cần phải rất rõ ràng là giấy phép trên thực tế. Chúng ta nói rất nhiều về cụm từ được cấp phép, nhưng ngay cả cùng một giấy phép ở các khu vực pháp lý khác nhau sẽ được áp dụng khác nhau, có yêu cầu khác nhau và được thi hành khác nhau. Tất nhiên, tất cả các khu vực pháp lý đều bình đẳng về chất lượng, việc quy định và quản trị của họ. Do đó, tôi cho rằng đây là một lĩnh vực còn rất nhiều phức tạp. Các nhà đầu tư thực sự cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng về ý nghĩa thực sự của điều này. Tôi cũng xin bổ sung thêm với khán giả. Thụy Sĩ đã đi đầu trong việc đưa ra các quy định. Vì vậy, sự phát triển của thị trường crypto khi có Mika sẽ không khác nhiều so với những gì chúng ta đã thấy tại Thụy Sĩ. Dưới góc nhìn của tôi về việc áp dụng, mối quan tâm đầu tiên mà một tổ chức được quản lý sẽ đưa ra là nếu khung pháp lý không rõ ràng, họ sẽ không tham gia vào lĩnh vực này. Thật may mắn khi Đức đã mở đường, nước Pháp cũng làm điều tương tự. Luxembourg cũng đã làm như vậy, nhưng chúng ta rất cần điều gì đó ở cấp độ Liên minh châu Âu. Chúng tôi thực sự đã trở thành chuyên gia về luật quản lý của Đức, nhưng đã phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với mỗi thay đổi. Lý tưởng nhất là có một quy định cơ bản và có thể có một số điều chỉnh cục bộ. Nhưng ít nhất những quy định chung thì phải rõ ràng và ổn định. Vì vậy, đối với chúng tôi, nó khá tích cực và kịp thời. Tuyệt, cảm ơn anh rất nhiều. Có thể nói, quy định cũng là một quá trình thử và sai. Vì vậy, với trường hợp của FTX, theo anh thì nói chung là tiêu cực. Nhưng mặt tích cực là những thứ đơn giản như bằng chứng về dự trữ. Đó là thứ bạn có thể yêu cầu từ một sàn giao dịch và nhà cung cấp đồng ổn định. Khía cạnh kỹ thuật về việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của blockchain. Đó có lẽ là điều mà chúng ta có thể mong đợi về quy định đối với các đối tác chính trong ngành crypto. Có lẽ còn một điểm cuối cùng. Với sự hiểu biết thông thường, có một nền tảng an toàn không chỉ bao gồm công nghệ cao và bảo mật tốt. Không, tôi có thể cho bạn thứ tốt nhất, chẳng hạn như ô tô hoặc máy bay. Nhưng nếu bạn không biết lái nó thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Tương tự với quy trình và tổ chức. Điều rất quan trọng đối với mọi người là đảm bảo rằng với bất kỳ đối tác nào, họ không chỉ có công nghệ tốt mà còn có quy trình và tổ chức kèm theo. Các bạn cần am hiểu về họ. Tôi có một ví dụ đơn giản. Trong công việc hàng ngày, chúng tôi đã hỏi các đối tác của mình, bạn có tiếp xúc với dự án thất bại đó không? Và chúng tôi đã ngạc nhiên rằng một vài người trong số họ đã có. Chúng tôi đã hỏi quy trình thẩm định của bạn là gì và câu trả lời là rất sơ sài. Vì vậy, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng bạn có những người có kinh nghiệm phù hợp hoặc ít nhất là có tư duy đúng đắn. Tư duy rất quan trọng, nhưng cũng cần các quy trình phù hợp để rà soát bất kỳ ai mà bạn giao dịch. Bây giờ họ có thể có công nghệ tốt nhất, có giấy phép mà họ muốn. Nhưng bạn phải luôn đặt ra nghi vấn và tự kiểm tra. Cảm ơn anh rất nhiều. Rất tiếc là chúng ta sắp hết thời gian. Nhưng có một giai đoạn rất quan trọng mà anh đã nói rất đúng là cần phải biết lái xe ô tô. Vậy làm thế nào chúng ta thực sự có thể áp dụng ngăn xếp công nghệ? Liên quan đến cuộc nói chuyện hôm nay, hãy nói về khía cạnh tài sản số. Trong thực tế,
làm thế nào một tổ chức tài chính như ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động. Các hợp đồng thông minh rất có tiềm năng, nơi chúng ta có thể xây dựng và tối ưu hóa hoạt động để mang lại lợi ích. Tôi nghĩ tới khách hàng, nhưng cũng có vai trò của các anh. Rất mong được tiếp tục thảo luận với các anh, cũng như với những khán giả qua một hội thảo về Malawi sẽ diễn ra hôm nay. Trước đó là một hội thảo về cho vay và thị trường. Rất mong được đón tiếp các anh. Chỉ còn rất ít thời gian để nói về cơ sở hạ tầng. Xin vui lòng có một phát biểu cuối cùng trong vòng 40 giây, từ Dom đến Jacek. Tôi nghĩ rằng đã có một bước lùi về niềm tin trong ngành. Chúng ta cũng phải mang tinh thần doanh nhân để xây dựng lại niềm tin một cách nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh. Tin tưởng là rất tốt, nhưng tốt hơn là phải xác minh. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng chúng ta tiếp tục lạc quan về công nghệ và năng lực đổi mới. Nhưng với tư cách là một công ty thanh toán, chúng tôi thực hiện rất cẩn thận nhưng cũng rất cởi mở và mong chờ hợp tác. Cảm ơn rất nhiều. Đó là tất cả về sự tin tưởng và xem xét nếu bạn không tự mình làm điều đó. Hãy làm việc với một thực thể được quản lý mà bạn có thể tin tưởng. Cảm ơn anh. Tôi cho rằng lĩnh vực tài chính đã may mắn khi họ là những người tiên phong như các nền tảng ngân hàng Sinum, Fi, Taurus, Master các dành cho OnZam, HopZam và Blockchain, cũng như CoinFirm. Việc thành lập một tổ chức tài chính chưa bao giờ dễ dàng hơn thế, bao gồm cả các ngân hàng truyền thống. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng không chỉ các tổ chức tài chính cung cấp crypto cần hiểu về phân tích blockchain, sự tuân thủ, AML. Mà các ngân hàng truyền thống cũng vậy. Họ đã biết và không thể bỏ qua thực tế rằng họ có khách hàng và mua tài sản từ các thực thể có liên quan đến crypto. Và đây là lúc cần đến những công ty như của chúng tôi. Tuyệt vời và cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã có mặt ở đây để chia sẻ những điều rất thú vị. Hy vọng tất cả sẽ tạo ra giá trị thực sự từ những trao đổi trong hội thảo về cơ sở hạ tầng. Xin vui lòng tham dự hội thảo như tôi đã nói trước đây. Sẽ có những nội dung về rủi ro, bảo mật ở quy mô lớn trong hoạt động kinh doanh, về Malawi. Vui lòng thu xếp thời gian. Tôi mong được nói chuyện với càng nhiều khán giả càng tốt và tiếp tục thảo luận với các anh. Cảm ơn các anh rất nhiều.